Việt Nam là thị trường giàu tiềm năng cho các doanh nghiệp Đức. Xã đảo Nhân Châu sắp có điện lưới quốc gia. Tây Ban Nha thu thập các mẫu nước thải để theo dõi sự lây lan của COVID-19. Kính chào quý vị, bây giờ là thời gian của bản tin kinh tế và tài chính. Quý vị vừa điểm qua một số tin tức đáng lưu ý có trong bản tin hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Việt Nam là thị trường giàu tiềm năng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Đức. Đây là đánh giá của Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Đức BVMW, ông Mario Ohoven, tại hội thảo của Hiệp hội với đại sứ Nguyễn Minh Chủ tại trụ sở BVMW ở Berlin ngày 16 tháng 7. Tham dự hội thảo có đại diện ban lãnh đạo BVMW, đại diện Cơ quan Thương mại và Đầu tư Đức GTAI tại Việt Nam và các thành viên BVMW. Ngoài hàng chục người tham gia trực tuyến, hội thảo cũng được phát trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút trên 18.500 lượt theo dõi. Tại hội thảo, đại sứ Nguyễn Minh Chủ đã cung cấp bức tranh tổng quan về tình hình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, các biện pháp của Việt Nam nhằm phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế, hỗ trợ người dân. Đại sứ đã thông tin về quan hệ Việt-Đức, nhấn mạnh những lĩnh vực mà hai bên có tiềm năng hợp tác như cơ khí chế tạo, ô tô, công nghiệp phụ trợ, đổi mới sáng tạo, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, y tế và dược phẩm, tài chính, ngân hàng. Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Đức, Mario Ohoven đề nghị Việt Nam cải thiện hơn nữa về logistics, nguồn nhân lực và thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Đức làm ăn tại Việt Nam. Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Đức tại Việt Nam cho biết, sau buổi làm việc đã có nhiều doanh nghiệp đăng ký lịch để gặp gỡ, tìm hiểu thông tin về thị trường Việt Nam. Tại thành phố Đà Nẵng, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương đã phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tổ chức hội nghị bàn về phương án cải thiện môi trường kinh doanh, nhất là trước sự ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, khiến các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Báo cáo tại hội thảo, các chuyên gia nhận định, nhờ nỗ lực triển khai các giải pháp đồng bộ của chính phủ thời gian qua đã giúp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, chỉ số môi trường kinh doanh ở Việt Nam đã tăng từ 61,11 điểm năm 2015 lên đến 69,80 điểm vào năm 2019. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng tác động của dịch COVID-19 đã khiến GDP quý 2 của Việt Nam chỉ đạt 0,4% so với cùng kỳ. Đây là mức tăng trưởng thấp nhất trong gần 10 năm qua. Vì vậy, việc tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, giải quyết vướng mắc gói hỗ trợ doanh nghiệp bị tác động bởi COVID-19, khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp tham gia thảo luận chính sách là các tiền đề quan trọng để tiếp tục phục hồi và phát triển kinh tế. Thưa quý vị, từ nhiều tháng nay, rất nhiều nhà đầu tư đã đổ về các khu đất khu vực ngoại thành Hà Nội để săn tìm mua các sản phẩm bất động sản như đất nền. Điều này khiến giá đất tại các khu vực này tăng lên, tạo ra những cơn sốt nhẹ. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cũng cần lưu ý các vấn đề pháp lý. Đây là cảnh báo của các chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản. Theo một số môi giới, giá đất quanh khu công nghệ cao Hòa Lạc thuộc huyện Thạch Thất đã tăng khoảng 10%. Lượng giao dịch và lượng người đến xem đất cũng tăng đột biến. Nhiều nhà đầu tư biết đến Hòa Lạc hơn. Và cái lượng số người đến đầu tư cũng như để tìm hiểu về đất ở khu công nghệ cao Hòa Lạc thì tăng lên gấp đôi. Sau khi được phê duyệt quy hoạch khu đô thị Hòa Lạc, thì các nhà đầu tư biết đến nhiều hơn, số người đến tìm hiểu tăng lên gấp đôi. Giá đất tại đây thời gian qua thì tăng khoảng 10-15%. Còn đây là hình ảnh của 3 tháng trước khi có các thông tin về quy hoạch. Thời điểm đó, mặc dù chủ trương hạn chế tụ tập đông người và giãn cách xã hội vì dịch bệnh, nhưng vẫn rất nhiều người đến đây để tận mắt xem và tìm mua đất. Nhiều trong số đó tìm mua đất nền với kỳ vọng kiếm lời. Điều này đã tạo nên cơn sốt đất tại khu vực này. Sôi động thì là có những dự án lớn thì chúng tôi sẽ đến đầu tư. Chưa kịp xem cái dự án cụ thể như nào, nhưng thấy lên đây thì rất là nhiều người họ xôn xao, đặc biệt cứ nhốn nháo nên mua, gọi là mua bán, cảm giác rằng nó rất là tấp nập. Mà giá đất tự dưng cảm giác rằng nó không theo thực tế như ở đây làm đâu. Bởi tâm lý này nên không chỉ ở Thạch Thất mà giá đất nền chung tại nhiều khu vực ở ngoại thành Hà Nội khác như Đan Phượng, Đông Anh cũng đã tăng khoảng 10-15% từ năm 2019 cho tới nay. Theo các chuyên gia, xu hướng của cơn sốt đất chỉ diễn ra cục bộ tại một vài điểm nhỏ, nên thị trường bất động sản thủ đô sẽ không xuất hiện tình trạng bong bóng. Cho khi mà giá trị bất động sản nó vượt cao quá các khả năng chi trả thị trường, thì giống như là quả bong bóng nó vỡ và nó nổ, thành cái việc mà dồn tiền quá lớn vào khu vực. Và bây giờ các nhà đầu tư thực sự cũng rất là thông minh rồi, họ cũng phải quan sát và nghe ngóng rất là nhiều. Nên theo tôi thấy thì cái rủi ro liên quan đến bong bóng bất động sản trong giai đoạn này, đặc biệt khu vực này, nó không phải là quá cao.
Trước nhu cầu cao của người dân, các chuyên gia đã đưa ra cảnh báo về những rủi ro về mặt pháp lý khi giao dịch. Rõ ràng là chúng ta nhìn nhiều đất thế nhưng không phải chỗ nào cũng quy hoạch đất ở. Chúng ta hình dung đấy là người mua phải tỉnh táo, là phải xem giấy tờ hoặc là dự án nó có khả thi hay không. Thì rõ ràng là chúng ta đầu tư mới an toàn. Hậu Covid-19, nhiều nhà đầu tư có tâm lý sốt ruột để tìm kiếm kênh đầu tư, đặc biệt là các sản phẩm được xem ngon, rẻ như đất nền. Do đó, các chuyên gia cũng đề cao vai trò của chính quyền địa phương trong việc thông tin rõ ràng về các quy hoạch, cùng những cảnh báo để giúp hạ nhiệt các cơn sốt đất ảo. Bản tin tiếp tục với một số tin nhắn đáng chú ý khác. Theo một số doanh nghiệp chuyên thu mua thanh long xuất sang thị trường Trung Quốc tại Bình Thuận cho biết, hiện giá thanh long ruột trắng được các doanh nghiệp thu mua dao động từ 15 đến 17 ngàn đồng một ký loại 1, nhưng nguồn cung không dồi dào. Giá thanh long hiện tại đã tăng gấp 2 đến 3 lần so với cách đây khoảng nửa tháng. Nguyên nhân giá tăng là do ảnh hưởng hạn hán, khiến sản lượng lứa thanh long đợt này bà con thu hoạch không nhiều. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ thanh long ở thị trường các nước lại tăng. Theo ghi nhận trên thị trường, giá nông sản trong nước, giá cà phê hôm nay tăng mạnh so với phiên giao dịch hôm qua. Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Lâm Đồng hiện ở mức 31.500 đồng đến 31.600 đồng một ký. Giá cà phê tại Đắk Lắk hiện ở mức 32.100 đồng đến 32.300 đồng một ký. Tương tự, giá cà phê tại Gia Lai trong khoảng 31.900 đến 32.000 đồng một ký. Giá heo hơi tại miền Bắc tiếp tục tăng nhẹ, dao động từ 88.000 đến 93.000 đồng một ký. Giá heo hơi tại Trung Tây Nguyên từ 81.000 đến 90.000 đồng một ký. Còn tại miền Nam từ 84.000 đến 92.000 đồng một ký. Theo Cục Quản lý Giá, Bộ Tài chính, giá thịt heo bán lẻ tại các chợ dân sinh bình quân tháng 6 năm 2020 vẫn tiếp tục tăng 3,36% so với tháng trước. Lý giải nguyên nhân, theo các chuyên gia là do giá heo nhập khẩu về Việt Nam chênh rất ít so với giá heo nuôi trong nước. Thưa quý vị và các bạn, sau khi được Thủ tướng giao làm chủ đầu tư, Tổng Công ty Điện lực Miền Trung đã triển khai thực hiện dự án kéo cáp ngầm xuyên biển cấp điện cho đảo Nhân Châu, tỉnh Bình Định. Dự kiến đầu tháng 9 năm 2020, dự án này sẽ hoàn thành và người dân sống trên đảo sẽ thỏa ước mơ có điện lưới quốc gia thắp sáng. Dự án cấp điện bằng cáp ngầm xuyên biển cho đảo Nhân Châu, còn gọi là đảo Cù Lao Xanh, do Liên minh châu Âu EU tài trợ, bao gồm các hạng mục chính như xây dựng mới tuyến cáp ngầm 22 kV xuyên biển với chiều dài hơn 10 km, nối từ trạm 22 kV Hòa An, xã Xuân Hòa, sông Cầu, tỉnh Phú Yên đến xã đảo Nhân Châu, đồng thời xây dựng các trạm biến áp cho hệ thống trụ điện và đường dây 22 kV. Tổng kinh phí thực hiện dự án hơn 351 tỷ đồng từ nguồn vốn ODA không hoàn lại của EU tài trợ. Thế đi nhờ nói cũng cầu nhà nước cho điện quốc gia, bà con ở đây nấu mừng phấn khởi, coi như vui tư ấy rồi. Ở đây mà không có điện quốc gia, bà con cũng khổ. Được điện mà vừa đảo, cái nhất là em sẽ xây dựng một hồ hải sản sống để em bán hải sản sống cho những du khách qua đảo có thể ở lại và chiêm ngưỡng hải sản sống của biển. Đến nay, dự án đã hoàn thành xong phần dựng trụ điện, hạ tầng ở hai bờ để đấu nối cáp ngầm và lắp đặt các trạm biến áp. Lô hàng cáp ngầm cũng đã cập cảng Quy Nhơn, chuẩn bị tiến hành thi công rải cáp ngầm xuyên biển ra đảo Nhân Châu. Dự kiến đầu tháng 9, dự án này sẽ hoàn thành và người dân sống trên đảo sẽ thỏa ước mơ có điện lưới quốc gia thắp sáng. Tôi thay mặt cho đảng ủy, chính quyền địa phương và nhân dân xã đảo Nhân Châu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với đảng và chính phủ cũng như các cái bộ ngành trung ương và nhất là Bộ Công Thương và cái tập đoàn EU đã dành một cái gói tiền lớn để mà kéo cái điện cáp ngầm cho xã đảo Nhân Châu. Chúng tôi có sự hợp tác bền chặt với Bộ Công Thương và chuyến thăm đảo Nhân Châu ngày hôm nay đã cho chúng tôi thấy việc triển khai dự án cấp ngầm vượt biển, cấp điện cho người dân trên đảo đang được triển khai rất là nhanh chóng, theo đúng kế hoạch. Cái mà chúng tôi nhìn thấy đó là dự án này sẽ mang lại hiệu quả tích cực, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là nghề cá ở địa phương này. Điện về sẽ nâng cao đời sống vật chất tinh thần người dân hải đảo, góp phần giữ vững an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biển đảo của Tổ quốc. Đồng thời, Cù Lao Xanh kết hợp với Kỳ Co, Eo Gió, Quy Nhơn sẽ tạo thành một chuỗi các điểm đến của Bình Định, nâng tầm thương hiệu du lịch đang lên trên vùng đất này. Tin kinh tế tài chính thế giới. Thưa quý vị, Chính phủ Thái Lan đã bắt đầu thắt chặt các quy định nhập cảnh đối với người nước ngoài sau khi ghi nhận hai trường hợp mắc COVID-19 nhập cảnh vào nước này đã di chuyển và tiếp xúc trong cộng đồng.
Theo quy định mới, tất cả quan chức ngoại giao và thành viên gia đình họ khi đến Thái Lan đều bị cách ly dưới sự giám sát của chính phủ, thay vì tự cách ly như trước đây. Các chuyến thăm ngắn ngày của doanh nhân và những người nước ngoài đến Thái Lan theo lời mời của chính phủ, vốn được phép ra vào Thái Lan từ ngày 1 tháng 7 vừa qua, thì nay đều bị đình chỉ. Thái Lan đã trải qua 50 ngày không có ca mắc mới COVID-19 nào trong nước, song việc xuất hiện 2 ca lây nhiễm nhập cảnh trong tuần đã khiến 400 người phải tự cách ly và làm dấy lên nỗi lo sợ bùng phát đợt dịch mới ở nước này. Những người bị buộc phải cách ly đã có tiếp xúc với một thành viên phi hành đoàn của máy bay quân sự Ai Cập tại tỉnh Rayong và gia đình một nhà ngoại giao Sudan ở thủ đô Bangkok. 12 trường học ở thủ đô Bangkok và tỉnh Rayong đã phải đóng cửa để ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh. Một hệ thống cảnh báo sớm mới liên quan đến việc nghiên cứu nước thải đang được tiến hành thử nghiệm ở Valencia nhằm giúp chính quyền Tây Ban Nha xác định nguy cơ về các ổ dịch COVID-19 mới một cách nhanh chóng. Valencia là một trong những khu vực có tỷ lệ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 thấp nhất trong số các thành phố lớn của Tây Ban Nha. Hệ thống xét nghiệm mới này sẽ càng đảm bảo được khả năng kiểm soát dịch bệnh của thành phố. Xác định virus trong chất thải và nước thải sẽ cho phép các cơ quan y tế có thể cách ly và kiểm soát bất kỳ ổ dịch tiềm ẩn nào từ sớm. Đây là một phương pháp phát hiện virus nhanh hơn nhiều so với việc chờ đợi các triệu chứng ở một người vốn có thể mất đến 20 ngày. Quá trình xét nghiệm mất từ 8 cho đến 10 giờ. Các mẫu nước thải được thu thập trong thành phố, sau đó được mang đến phòng thí nghiệm và phải mất từ 8 cho đến 10 giờ để phân tích cho ra kết quả. Với tình hình dịch COVID-19 đang ngày càng diễn biến phức tạp trên thế giới, phương pháp thử nghiệm nước thải được xem là một giải pháp thay thế kinh tế hơn so với biện pháp sàng lọc rộng rãi. Chính phủ Cuba cho biết sẽ cho phép một số cửa hàng thực phẩm, chất tẩy rửa và các mặt hàng tiêu dùng khác giao dịch bằng đô la Mỹ, đồng thời bỏ 10% thuế đối với đồng bạc xanh. Quyết định này xuất phát từ lý do Cuba đang gặp khó khăn vì thiếu hụt trầm trọng đồng tiền chuyển đổi để mua hàng hóa từ nước ngoài. Do tác động của đại dịch COVID-19, Cuba rơi vào tình trạng thiếu thực phẩm, thuốc men và nhiều mặt hàng khác. Dự báo nền kinh tế Cuba sẽ giảm gần 10% trong năm nay. Chính phủ đã mở cửa khoảng 80 cửa hàng giao dịch bằng đô la Mỹ từ cuối năm ngoái, chủ yếu bán các mặt hàng như đồ gia dụng, xe máy, phụ tùng ô tô. Sắp tới là cửa hàng bán ô tô đã qua sử dụng. Hiện Cuba lưu hành hai loại tiền là peso Cuba dùng cho các giao dịch nội địa và peso Cuba chuyển đổi dùng các giao dịch quốc tế. Một peso Cuba tương đương 24 peso Cuba chuyển đổi. Hiện chỉ sở hữu đồng đô la và các đồng ngoại tệ khác có thể giao dịch được là hợp pháp, trong khi trước đây những đồng tiền này không được sử dụng để mua bán hàng hóa. Bản tin kinh tế và tài chính của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.